Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi lên cái bờ bưởi của mình trên đây nè. Trên đây mình có cái bờ bưởi để mình trồng bưởi, mình trồng cỏ, ở dưới đây là cỏ để mình cắt về cho mấy con dê mình mới ăn. Nên cái bờ của mình nó cỏ không nè. Thì mình có trồng mấy bụi mì, hôm rồi thím ba cho mình mấy cây mì có gì mình về mình trồng, bữa nay mình lên mình đào. Mình mời cả nhà cùng đào mì với mình cho vui nha. Đào mì đặng cho họ cái tay mình nó không có bị dê. Mình bao cái bọc mũ ở trong, cái mình bao cái bao cao giải ở ngoài, nó không bị dơ. Với hai nữa cái tay mình nó không có bị phồng. Cái phần đó mình nằm xuống đây để mình trồng lại. Mình dọn cỏ bớt đi, cỏ quá trình luôn. Mình trồng để đây đặng lên cắt gì cho dê ăn. Rồi đứt rồi. Đứt được hai cục. Đây. Hai cục nữa chưa. Đây, mình cũ rồi. Ba cũ rồi. Giờ mình chặt cái cây mình cắm lại luôn. Thì mình đi đào nữa. Ở đây mình thấy có củ bự rồi. Lên nguyên vậy luôn. Đây để củ bưởi chẻ thôi. Đây là mấy cái ổi của mình. Đây là ổi lê. Ổi lê mình trồng nay cũng lâu rồi, cũng có trái rồi. Đang cho trái. Cứ thể mà ra ba cặp lá là mình ngắt được. Mà cái này để hôm nay nó hơi ra hơi dài rồi mình chưa có lên ngắt nè. Ba cặp lá là mình ngắt lọt là ổi nó ra trái nhiều đó. Mình ở đây mình có cái cây mì bự dữ lắm, bự mà không biết có cũ hay không. Cái cây mì này 2 năm trước mình cầm ở đây nè, mình gào đặng mà mình nuôi. Mình trồng rau cho mình nuôi gà nuôi vịt cho nó không vô thì chứ không phải là mình trồng mình cầm. Giờ mình đào mình thấy nó cứng nhắc rồi. Mình đào bưởi phạm rồi. Đây bưởi phạm của mì rồi. Này là mì thường, mì trắng chứ không phải là mì thái cho mình. Mì thái thì hồi nãy mình trồng ở trên bờ đấy. Ôi ôi của mì chắc bự dữ lắm, bự rồi. Của mì chắc bự chán rồi. Quá chừng luôn rồi. Ở đây mình thấy một củ bưởi chán nữa nè. Mình được củ mì bưởi chán luôn. Còn nữa, còn đây cũ nữa.
nè, mình đựng củ bùi chảo nè, hai củ chảo nè, còn nữa mình hạ cây luôn. Giờ mình lọc luôn, lọc hai củ mì bự nhất. Cái đó mình có nuôi tôm, mất tôm nó cũng ăn cái vỏ mì này nữa nè. Lọc cái mì mì Thái, mì màu vàng. Đây hai củ mì màu trắng của mình. Mình cắt cái lá cẩm mình làm màu luôn. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm bánh cái món bánh hụt linh. Món bánh hụt linh thì mình có cái khuôn bánh hụt linh. Bánh này hồi đó mình cũng có làm cho con mình ăn rồi. Mình làm màu củ cà rốt. Củ cà rốt này hôm bữa mình làm còn lại thì mình để dành lại mình làm bữa nay mình khỏi mua. Ở đây mình có đường, lá dứa, lá cẩm. Mình để mình làm màu. Mình đào mì vô mình làm, mình lấy mì này mình làm. Ở nhà mình có mì, mình khỏi mua một mì, mình đỡ tốn tiền một mì. Giờ mình mời cả nhà cùng làm bánh hụt linh với mình nha. Giặt cái bột mì nhỏ nhỏ này ra. Hôm nay á, mình xay cái có máy xay này. Máy xay này của anh chị bên Đức cho mình. Mình xay. Giờ mình giặt nhỏ nhỏ rồi mình xay, chứ hồi nào giờ mình cũng chưa xay cái máy này lần nào. Giờ mình làm. Xay cái máy kia không được. Giờ mình lấy cái máy này mình xay. Lấy cái máy xay thịt này mình xay. Giờ mình đổi máy. Đổi máy này xay. Mình xay cái nó nát ra hết rồi, cái mình múc ra rồi mình mới bỏ qua có sợi bột, mình xay cho nó nhuyễn lại nó mới ra bột được. Xay xong rồi mình nhờ có cái máy này nè, mình xay lẻ suốt luôn rồi, chứ thôi gặp mà không có cái máy này là mình mài khoảng 2 tiếng đồng hồ mới xong như mày đây.
bỏ vô cối xào bọc mình xay trở lại, giống như mình xay gạo vậy. Này nó chỉ nát thôi chứ nó không có nhuyễn nhiều bột. Mì mình xay qua cái máy xay thịt rồi cái mình để qua cái máy xay bột này nè, mình xay mới nhuyễn, nhuyễn như bột gạo vậy, nhuyễn ngon dữ lắm. Ngon mình mới đây mà nó lắm cái tinh bột lắm nha, tại vì cái bột mì của mình á thì xay nó lâu hơn cái bột gạo, tại vì cái bột mì thì nó có cái tinh bột mì á nó rít dữ lắm, cho nên nó xay nó lâu hơn. Nhờ có cái máy xay điện này nè mà mình xay nó mau. Còn hồi trước đó, mình xay bằng cái cối xay tay á lâu dữ lắm, như đây là mình xay mất hết 3-4 tiếng đồng hồ mới xong. Mì xay lâu dữ lắm. Này là cái có thể dừa của mình, cái mình lấy miếng dĩa mũ này mình bao lại, mình sợ bụi nó đóng vô cái cùi khóm cho nên mình lấy miếng dĩa mũ cái mình bao lại. Giờ mình múc đổ vô để mình lựa cái xác ra, mình lấy cái tinh của bột mì. Làm xong rồi mình làm nhiều thao gì nè, đặng cho nó mau lóng xuống cái tinh bột mì á, nó mau lóng như lắm. Cái thao bên đây là nó lóng xuống đúng hết rồi nè. Cái hồi có mình dắt cái nước nó ra bỏ, cái mình lấy cái tinh bột nó mình đem mình phơi khô. Còn cái xác mì này thì mình để mình nấu chè mì mình ăn. Đây là cái mút gắn của mình mới hái vô mình để đây cho nó đẹp. Cái mút này cái nó bị kẹt ở trên cái mình không thấy, mình không có lôi nó xuống được, cái nó cong vậy. Cái mình để đây mình cho nó đẹp, nó rất gắn. Lóc xuống rồi. Giờ mình chắc cái nước này ra mình bỏ. Cái nước màu vàng ở trên mình ra mình bỏ, mình lấy cái tinh bột mì ở dưới. Mình tớt cái bọt này ra đây mình hơi cho nó khô mình mới làm được. Dễ khắc à, mình một mỹ dễ khắc à. Mình được 2 xưởng bọt rồi, mình giờ đem ra mình phơi. Mình bắt cái nước này lên, cái mình nấu cái lá cẩm. Nấu lá cẩm mình cho nó ra màu, mình để cho tí xíu muối. Mình để dần lấy nắp lại lại. Cà gót này ra cái mình để vô cái cối mình xay, mình để vô đây mình xay ra, mình lấy cái nước đây của mình cũng xài cái cối này đầu tiên. Cái dừa này công nhận nó giòn hay sợ thiệt chứ.
đập con cái đến nứt ra luôn. Mình tất cả sau này bóp bọc này ra cho nó nhuyễn nhừ ra, cái để nguyên cục phần gan nó không có chín. Bóp nó gãy ra rồi, đây là bột mình nó chín nè. Giờ mình tóc bột ra cái gỗ lược này, cái mình lược cho nó xuống, nó cái lá nó gớp nó nằm ở trên đó thôi, ở cái lá này nè nó giòn, nhiều khi nó còn ở trong bột mình hồi làm bánh nó dính lá rồi, dính lá dưới nè. Khi vừa ra làm ba màu, cái mình lấy cái nước này mình dắt nó cốt luôn. Cái mình dắt cái màu lá dứa. Cái mình để màu rồi, cái mình để cái cốt vô không được, nó bị lỏng bột. Cho nên mình phải lấy cái nước lá dứa mình dắt mình lấy nước cốt. Giờ này mình xay mình dắt ra nhiều nước cốt hơn mình nạo nó không có nhiễm bằng cái mình xay. Cái máy mình xay nó nhiễm hết đó. Mình dắt cái màu cà rốt, màu cà rốt đẹp nè. Nếu mà mình làm đường sống cũng được nữa, bây giờ mình thắng mình bỏ đường cho nó tan ra, đồng thời mình làm món cái mình bỏ vô muỗng đường. Ba màu bột mình ít quá, mình không có làm nhiều, cho nên làm có ba màu, màu cà rốt với màu lá cẩm với màu lá dứa. Giờ mình chừa một miếng bột ra để mình lá khô. Mình múc bột mình chia ra. Có nhiều bột hay ít quá giờ làm không đủ nè. Thường thường hồi đó mình làm các ký bột. Mà nó dứt tới rồi. Mình dưới cái nước cốt màu nó dứt của mình vô, mình trộn đều bột lên. Thơm quá. Màu nó dứt này thơm mà nó thơm mùi lá dứa, mà nó thơm mùi béo nè.
bột của mình nó chín rồi thì mình để vô miệng nó tan ra chứ nó không có quấn cục lại như lúc mà cái bột của mình sống. Cái tinh của bột mì. Giờ mình để cái bột vô mình láng khuôn. Mình cho khuôn mình không có bị dính. Bột này là hồi nãy mình rang rồi nè. Nó xong rồi mình bỏ vô. Mình cắt cho nó bằng ra. Đẹp quá. Bánh này mình làm cái nước cốt thì mình ăn trong vòng vài ngày à. Mình làm nước xong với đường thì mình để lâu được. Tại vì nước cốt nó mau bị hơi nước mùi cốt. Cái màu này mình nhồi thêm miếng nước lá dứa nữa cho nên nó đậm hơn. Mình làm tới màu lá cẩm. Thì bột của mình lên màu tím rồi. Giờ mình ảnh vô cái khuôn màu tím. Dăng ra bể ăn trái đi. Màu tím này đẹp quá. Giờ mình làm tới màu cà rốt. Cái màu cà rốt này, cái màu cà rốt thì nó không có đậm như cái màu của cái trái đất.
lợt, nó có đậm không? Mình làm tới 1 tấn, hồi nãy mình tính không làm 1 tấn, bây giờ mình làm 1 tấn cho đẹp, rồi mình không có làm nước cốt mà mình làm đường sống với lại nước. Cái này là không có béo đâu, ngọt chứ không béo. Bánh của mình xong hết rồi. Bánh hụt linh của mình xong hết rồi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn bánh hụt linh với mình cho vui nha. Chào ông bà. Chào ông bà. Chào cả nhà. Rồi. Mời. Ừ, cảm ơn. Mời ông xã nha. Cảm ơn cụ. Mời cả nhà ăn bánh hụt linh với mình. Cảm ơn bà cụ, con lấy màu tím đi. Em thích ăn màu gì? Ăn màu xanh. Màu xanh lá dứa. Màu tím lá cẩm. Thơm quá cụ. Thơm lá dứa. Thơm quá. Màu xanh là mà thơm ghê luôn á. Mà ăn màu cà rốt. Cô ăn màu cà rốt. Mà ông bà cũng ăn với con. Mà ông bà cũng ăn. Anh ăn bánh này ăn không nước. Cái màu tắm nha. Cái bánh hụt linh với mình ra vui nha. Ôi chị Bảy là làm cái gì với Ly hả? Làm có mình à. Tơ Ni mất tươi học. Mà biết sao anh nãy về biết sao không? Cái con bắt cái nào là cái đầu cá cho heo á khét chồng con kia ở nó khét một lớp luôn không quên con lại phải nước ngoại có Khánh á thế mình đi em dẫu cái này hồi nhỏ thì làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn bánh này ngon quá chị ơi vừa ăn cái đâu ấy nó ngọt gì vừa ăn gì con màu cam là màu một cam là màu cà rốt ngon quá. Cái này là lá cẩm nè, lá cẩm. Cái này là cà rốt nè, lá dứa. Cái này là lá dứa nè, màu trắng. Cái nhà màu trắng. Bé ăn con, màu tím. Màu tím hả? Chị bé ăn hết rồi nè. Màu lá dứa rồi. Ăn nữa rồi con. Ăn mời cả nhà. Ngon quá. Bánh con. Bánh của tí hơn. Bả ở miền Tây làm món gì ăn cũng ngon. Gì mà bả miền Tây cũng biết rồi. Cụ nãy ăn mấy màu rồi? Cụ ăn đủ 4 màu thôi nha. Cái màu này. Cụ ăn đủ 4 màu thôi nha. Cái màu ăn dư. Ngon quá. Ngon quá. Ăn bánh uống nước vậy chứ. Nó béo à. Mùi nó cũng vừa. Thơm mùi lá dứa. Cái này hồi đó lúc mà lấy con. Đám tiệc người ta còn đi bánh á. Cái mình làm cái mình để vô cái quả mình đi là bánh này đi còn giờ ta không có đi bánh nữa cho nên mình không có làm bánh mình đi giờ ta đi tiền không giờ mình... đi tiền cho tiền giờ mình làm mình ăn hả ăn đi giờ mình làm ăn cái này giờ ăn ăn cà rốt đi ăn cái đủ màu nha người màu nha ăn đủ 4 màu thôi người màu thứ chín nãy ăn màu gì rồi giờ ăn màu khác đi nãy ăn màu xanh thì giờ giờ màu tím em tính màu tím hả tôi 3 màu á dạ anh ăn màu trắng chưa hy vọng mới có ăn nữa nè ăn màu trắng đâu nhớ màu trắng tại vì ủa màu này mà làm bằng đường sống chứ ăn màu này nào dạ anh ăn màu tím mà ăn đi ăn chưa đủ màu thôi bà làm bằng đường bà không có thắng đường ra ăn cái đụng hạt đường thật thật ngon lắm bây giờ cái mình thắng đường luôn cái này mình gắn mẹ mình để vô được không không được cái gớt gạt rồi không không thấy họ làm bánh này em có người thì người ta kêu bánh gõ thôi gõ mình tự mời mình đi ha mình tự mời mình cái màu cà rốt nó không có đỏ ha nó không đỏ hơn sao có màu tím với màu xanh đẹp cái màu xanh đẹp ha cái màu xanh này hồi lần đầu cái bà làm bà để ít nè cái lần sau cái đậm hơn thì chị con thấy cái đậm cái lợn cái màu tím này làm màu gì màu gì nó béo lá cẩm hả lá cẩm không chứ nó béo béo cẩm đẹp ha cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn có những giây phút xem clip thật là vui vẻ. Nếu như các anh chị thấy thích và hay nhớ like và ủng hộ cho kênh Bà Bán Miền Tây. Và bây giờ mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.